Vì vì đi lại gì lạc đâu, con coi coi đi thử coi có khó khăn làm sao. Vậy là dì ba bị vậy từ hồi còn nhỏ hay sao? Hồi nhỏ biết đi rồi Dạ. rồi bệnh. Dạ. Vậy là sống mình thì không có con cái gì hết trơn. Không thì cha mẹ chết hết rồi. Dạ. Kính thưa quý vị thân mến, Tuấn Vị đang ở một cái dãy trọ bình dân giống như bao nhiêu người công nhân khác đang cư ngụ và sinh sống tại nơi đây. Thì đây là một cái phòng trọ nằm ở cuối cái dãy trọ này, trong đó là một bà cụ tật nguyền và neo đơn, quý vị. Thì như quý vị được biết thì hiện tại bây giờ là Tuấn Vị đang còn ở tại thành phố Cần Thơ. Xung quanh đây là những nhà cao tầng có, rồi những ngôi nhà riêng, nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái mảnh đời rất là bất hạnh và rất là cần sự giúp đỡ của tất cả cộng đồng. Nên là hôm nay Tú Vị cũng nhận được cái lời kêu gọi của một cô giáo đang sinh sống tại địa phương này. Thì Tuấn Vị cùng đi theo chân của chị đến thăm một cái hoàn cảnh mà như Tuấn Vị đã giới thiệu trên. Mời quý vị và các bạn chúng ta gặp cô ba để chúng ta cùng trò chuyện và tìm hiểu thêm về cuộc sống của cô. Dạ, thế là ba mướn nhà trọ ở đây ha. Rồi với mẹ kia không có Dạ. sao đâu con, chút xíu đừng quay mặt Dạ. cái mình này hết thôi. Con chào bà. Dạ Dạ. đi Thì ba bầu vô vườn ngồi này nha, không Dạ. đứng được rồi gì ba. Dạ. Ồ, gì đi khó khăn vậy đó ha. Đi cũng được có đi đâu. À, bò ha, cái này là gọi là lết chứ đi đâu ha. Cái này là lết chứ đâu có gọi là đi. Không có đi được. Dạ. Ủa vậy thì mỗi lần đi tắm đi nấu ăn này kia vậy thì cũng khó khăn lắm gì Không ba. được, nãy giờ đi mà cháy bếp nó rồi rồi. À, mà làm cháy bếp nó rồi đó hả gì ba. À. Dạ. Ủa chị đang đặt rau hả? Lặt À rau, rồi. làm ơn ăn. À, nấu ăn đó hả? Dạ, gì lại gì lặt rau con coi coi. Gì đi lại gì lặt rau con coi coi đi thử coi có khó khăn làm sao. Vậy là dì ba bị vậy từ hồi còn nhỏ hay sao? Hồi nhỏ biết đi rồi Dạ. rồi bệnh. Dạ. Vậy là sống mình thì không có con cái gì hết trơn. Không thì cha mẹ chết hết rồi. Dạ. Vậy thì chợ búa này kia thì sao vậy? Gửi ở xóm người ta tới viện ta mua giùm cho 20.000 đồ ăn À. ăn 2-3 ngày. À, gửi hàng xóm mua giùm ha. Dạ mua giùm, Dạ. Hình như dì ba nấu gì mà con nghe mùi dầu lửa phải không dì ba? nấu dầu lửa nè. À, nấu cái đó là dầu lửa vậy đó ha. Dạ Dạ. Thì con xin giới thiệu dì ba, con là Tuấn Vĩ. Con tên là Tuấn Vĩ. Dạ, hôm nay con với mấy người bạn của con tới là thăm hỏi gì thì con cũng được cái sự giới thiệu của chị Phương với cô giáo này nè. Cô giáo gì quên rồi, cô giáo Phương dạy văn, cô Phương luôn hả? cô Phương. À, cả cô Phương cả chị Phương ha. À, được sự giới thiệu của cô Phương, cô giáo Phương giới thiệu nên con tới đây á, là thăm Nói hỏi, thăm hỏi gì ba. Với chút xíu nữa thì con cũng gửi ít quà của các mạnh thường quân gửi cho con trích cái tiền đó ra gửi cho dì ba ít tiền. Cái nhà trọ này vậy là dì ba thuê bao nhiêu một tháng? lãnh tháng lãnh 540 mà muốn thuê nhà trọ 500, Dạ. rồi còn có 40 mua dầu lửa mà đâu có đồ ăn đâu, ở số nhiều thì cho đồ ăn đó. Dạ. À, tức là vậy là dì ba được lãnh tiền tiền Trợ của cấp. trợ cấp ha. Dạ À, lãnh tiền trợ cấp được 540 hả chị ba? có 540 hả, Dạ. Lãnh tiền trợ cấp 540. đóng cái nhà hết 500 rồi, Dạ. còn nhiều khi điện nước nó chạy ra 600 nữa, Dạ. chứ nó ban đêm nó nóng quá sao ở không Dạ. được.
À, rồi dì ba có hay đi ra ngoài đi công chuyện rồi đi dạo rồi này kia gì không? Đâu có đi được đâu, có chiếc xe mà cho đó. Dạ. Có đi được có một lần thì ở bên kia thì mấy đứa nó thấy tội nghiệp mà đẩy đi chơi. Rồi về tới giờ bệnh không có đi đâu, có ngày ăn rồi nằm ở nhà không á. Dạ. Có chiếc xe bỏ rồi ta cho đó. Vậy dì ba. Vậy thì dì ba có tự leo lên xe được không? Không, phải có người ẵm lên. Phải có người ẵm lên. Như không ha, mà người không có lấy đâu ẩm trời. Thì mệt đi. Cũng khổ đủ thứ đi ăn. Vậy là dì ba bị vậy hồi từ hồi nhỏ. Cũng 10 tuổi rồi. Chắc là sốt bại liệt hay gì ba? Sốt bại liệt. À, sốt bại liệt. Cái căn cái di chứng này cũng rất là trầm trọng. Nói chung để lại cái di chứng rất là tệ hại. Vậy thì gia đình dì ba vậy thì có anh em gì không? Không, mình hết. Vậy thì cha mẹ sinh ra được có một mình dì ba? Chết hết trơn rồi. À. Một lần thì đi giữ đó, người ta đem tới nhà giữ rồi đó. Dạ. Ngày kiếm được 15 ngàn, diễn hai đứa thì được 30 ngàn. Dạ. Sống thì cũng đủ trong ngày đó. Hồi lần dì ba giữ con nít là giữ ở đâu? Người ta đem tới nhà, tại vì mẹ người ta đi làm. À, con hiểu rồi. Tức là người ta đi làm rồi người ta đưa con tới đây gửi cho dì ba ha. Bây giờ ta hết gửi rồi. Dạ. Sao mà người ta hết gửi dì ba? Tại người ta về quê mà ăn có khó khăn quá, người ta về quê ta làm ruộng rồi. Dạ. Kinh nghiệp. Thì quê dì ba gốc là ở đây luôn đó dì ba ha? Ở Cần Thơ. Dạ. Ủa thì ở đây luôn Cần Thơ rồi. Dạ, thì ở đây nào bây giờ á. Dạ. Bà con thân thích cũng không có gì. Cũng như sớm gì người ta thấy tội nghiệp, người ta ngày này cho bạn người cho bạn. Dạ. Rồi cũng như bệnh hoạn thì ta mua thuốc dùng, nhiều khi ta cho uống nữa. Dạ. Vậy thì dì ba có trước đây có mơ ước là có chồng có con này kia không dì ba? Không. Dạ tôi mơ ước có cái nhà. Ham cái nhà. Dạ. Chứ mướn gì hoài, nhiều khi mình ngã bệnh chứ không có tiền mua thuốc uống chứ. Yeah. Tiền đó mình mướn nhà hoài. Yeah. Có cái nhà nhỏ như vậy cũng được đó. Yeah. Phải có cái nhà. Thật ra thì nói chung là mình cũng con hỏi để hiểu được cái mơ ước của mình thôi. Còn biết đâu được có ông tiên nào đó ông, ông hiện thân lên đúng không dì ba? Ông tiên nào đó ông hiện thân lên nói con bước con muốn gì bước cái nhà tại sao con khóc ấy vậy như khổ lắm đó. Yeah. Đánh lương vậy cái đóng tiền nhà chơi nhiều khi đóng 600 tiền nhà nữa điện nước luôn đó nước 10.000 thôi. Yeah. Còn điện thì 4.000 chứ giờ ở mình lên mình bệnh hoạn rồi mình hà tiện điện chịu nổi. Yeah. Nhiều khi người ta cũng cho nhiều nào nhầm người cũng cho 50%. Mình để dành. Rồi dì ba bị vậy thì buổi tối nằm úp hay nằm ngửa? Nằm ngửa. Mà cái giò nó co lên không có ngay như nó con được. Vậy hả? Thấy nó đi xíu lại hả? Ừ, nó rút ra. Thôi dì ba lại đốt cây nhang đi. Dì ba đốt cây nhang cầu xin mẹ đi. Dì ba đốt cây nhang xin mẹ phù hộ cho dì ba được mạnh khỏe rồi thực hiện được ước mơ. Cũng cực ha, nói chung là về mọi sinh hoạt rất là cực. Cái tay nó cũng khuỷu luôn ha, tay nó cũng yếu một bên ha. Yếu tay này yếu á. Dạ. Có giặt đồ chắc cũng không có được nữa. Vậy hả? Đúng, người ta hay nói là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh gì ba ơi. Hơi tập nguyền nhưng mà rồi cố gắng gọi là bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì đầu óc nó khỏe khoắn. Dì ba tính ra là năm nay là bao nhiêu rồi đấy? 68 tuổi. Dạ, 68. Còn gắn lắm. Dạ.
thưa quý vị. Nói chung là thứ nhất là tật nguyền, thứ hai nữa là neo đơn đó quý vị. Dì ba cũng ở một mình nên là hay vậy, nhiều khi bệnh hoạn hoại vậy. Dạ, Tuấn Vĩ tới đây thì cũng theo cái sự hướng dẫn cũng như là sự cầu cứu của một cô giáo địa phương ở đây, nên là Tuấn Vĩ đến để thăm hỏi. Dạ. Nói dì ba lại lặt rau đi dì ba. Con cũng muốn coi dì ba đi tới đi lui coi cái sự khó khăn. Dạ. Con muốn coi cái sự khó khăn của dì ba vậy thôi chứ. Vậy là muốn đi là phải cầm cái tay cầm cái giò. Cái tay cầm cái giò qua thì mới đi di chuyển được. Vậy là hôm nay mà dì ba lặt để ngày mai nấu đó hả? Lặt hôm nay để ngày mai chiều. Chiều ha. Chiều ăn cũng không có hết đâu, ăn cho cậu 2 ngày nữa mới hết. Dạ. Mình có rửa nó có hư. Dạ. Vậy là nhờ hàng xóm mua, nhờ cái gì? Hàng xóm rồi gửi mua. Dạ. Nhờ cái gì? Sáng mua 20 lạng tép rồi gửi nó mua nè. Dạ. 20 lạng tép ăn 2-3 ngày. Dạ. Thì dì ba có biết chở ở đâu không? Có biết chở không? Có khi nào đi ra chợ chưa? Không, nào giờ không có ra chợ. Đi ra đường cái xe sợ quá à. Dạ, thấy xe sợ hả dì ba? Sợ xe quá à. Ừ. Đó là do ít đi đó, dì ba ít đi nên dì ba sợ. Ở trong nhà mà. Dạ. Cái xe nó phải cho đó. Dì cũng không có đi nữa. Dạ. Để con gửi cho dì ba ít tiền của Mạnh Thường Quân đó dì ba. Dạ. Con thì làm bên chương trình kết nối yêu thương thì cũng được Mạnh Thường Quân gửi cho một ít tiền để làm quỹ để hỗ trợ cho những phụ già neo đơn. Thì dì ba đây cũng nằm trong cái diện nằm trong cái diện neo đơn về tật nguyền. Ây da, con ngồi chút mà con cũng muốn lớn luôn nè. Con không biết sao có cái bệnh mà nó tê chân đó. Con ngồi chút là tự nhiên đau cũng sống nè. Dạ, nó bị tê. Có còn đau sống chết vậy. Kính thưa quý vị thân mến, thì hôm nay Tuấn Vĩ với một số người bạn theo chân của một cô giáo ở địa phương và chị Phương Anh Hoàng tới đây thứ nhất là tới thăm hỏi. Tới thăm hỏi một cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt khó khăn ở tại thành phố Cần Thơ. Thì quý vị thấy cái hoàn cảnh của dì ba đây cũng rất là đáng thương quý vị. Thì theo như thường lệ thì quý vị cũng tới thăm hỏi là thứ nhất, thứ hai nữa là thay mặt các Mạnh Thường Quân gửi tới cho dì ba 2 triệu đồng. Xin lỗi, 1.800.000 chứ không phải là 2 triệu, 1.800.000, nhưng mà Tuấn Vĩ bù vô cho nó đủ 2 triệu luôn. Thì 2 triệu này thì Tuấn Vĩ xin được đọc cái tên của Mạnh Thường Quân. Thứ nhất là của anh Phương Huỳnh ở Mỹ có gửi về cho Tuấn Vĩ một số tiền, nhưng mà Tuấn Vĩ chi hết rồi còn 800.000 đồng. Thì 800.000 thì Tuấn Vĩ bù vô 200 nữa. Tuấn Vĩ bù vô 200 để cho nó đầy 1 triệu là của anh Phương Huỳnh và chị Bùi Thị Hạnh ở Hà Nội, 1 triệu đồng, tức là 1.800.000. Tuấn Vĩ bù thêm 200 cho đủ 2 triệu. Đó, Tuấn Vĩ xin thay mặt cho dì ba cảm ơn anh Phương Huỳnh và cảm ơn chị Hạnh ở Hà Nội, gửi cho dì ba 2 triệu. Cảm ơn chương trình. Chương trình nó nằm trong đó. Chương trình Mạnh Thường Quân đó. Mạnh Thường Quân cũng nằm ở đó đó. Trong này này. Cảm ơn luôn nha. Cái người này là cái người kết nối. Người này là cái trạm trung chuyển đó. Thì là các Mạnh Thường Quân có gửi cho con
thì con là cái trạm trung chuyển để trung chuyển đến cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Mà dì Ba ơi, con ngồi đây đó, thật sự là nãy giờ con quan sát thì con sẽ thấy dì Ba nếu sau này có điều kiện đó thì dì Ba không nên nấu cái bếp dầu lửa này nè dì Ba. Nấu cái gà không biết nấu. Hoặc là không biết là mình cũng phải học, hoặc là dì Ba xin phép để ngoài này gia đình đưa ra phía ngoài đó. Được. Chứ dì Ba bảo đảm rồi hả? Con vô đây một chút xíu thôi mà con muốn ngộp thở luôn vì cái mùi dầu lửa. Nên là con thấy dì Ba nấu cái dầu lửa này là không tốt cho sức khỏe đâu. Dì Ba hít một thời gian nữa là dì Ba sẽ bị các cái bệnh khác nó ấy đó, các bệnh khác nó sẽ phát tán ra đó. Cho nên là cái dầu lửa này dì Ba đừng có nên nấu trong nhà vậy này. Bưng ra ngoài vậy tại hồi nãy. Có thể bưng ra ngoài. Tại hồi nãy nhỏ kia nói đi, tại người ta tới rồi đừng có để ra ngoài. Bưng đi vô đó. Con thấy ngột ngạt quá trời. Thứ hai nữa đó dì Ba thứ hai nữa là con thấy dì Ba đưa tay con coi chút xíu coi. Thứ hai nữa là con thấy dì Ba để móng tay dài vậy nè. Không có đồ cắt hết trơn. Theo con nghĩ là nên cắt đi. Thì cắt lên mà chưa con không có đồ cắt đó. Không có đồ cắt hả? Đưa con coi cái tay bên kia. Tay bên này cũng vậy. Dạ. Tay bên này cũng vậy. Cái này là chỉ có để mấy cái người mà hay móc mũi đó thì để chỉ móc cho nó dễ thôi. Mình không móc thì mình cắt đi. Không có đồ cắt. Không có đồ cắt hả? Dạ. Anh đi làm hết rồi. Để bữa nào chị Phương vô đây nữa, chị Phương gửi cho dì Ba cái đồ cắt móng tay ha. Dạ. Không gửi cho cô giáo. Dạ. Dạ. Vậy thôi dì Ba giữ gìn sức khỏe. Dạ. Nói chung là thật sự mà nói là cái tiền bạc thì bao nhiêu nó cũng hết. Không mà đưa không có tiền thấy tiền là bần ghê. Để dành ăn. Dạ. Chủ yếu là con đến thăm hỏi cái động viên dì Ba. Chúc sức khỏe dì Ba nha. Con về nha. Nó dùng dùng này cũng bị nghiệp, nó cũng cho gạo hàng tháng ăn đó. Cho chồng ký đủ ăn. Hôm nay không đi làm hả anh hả? Dạ, bữa nay tại vì mấy ngày dịch này nè. Dạ, không đi làm, nghỉ ha. Thế gì ba sống mình cũng tội ha anh ha. Đúng rồi, bà có mình nói là tội nghiệp lắm. Dạ. Thì ai ở đây cũng làm ơn người này kia, người ta thấy khổ thì người ta cho bả vậy. Dạ. Đi chợ đi búa này kia thì mình cũng đi dùm chứ gì ba đâu có đi được. Nhiều khi bà có gửi gì mua giùm bà, nhưng người ta không có tiền ta mua cho. Dạ. Khổ vậy. Dạ. Chị e ngại nhất là cái lúc mà đau bệnh anh ha. Dạ. E ngại nhất là cái lúc dạ. Dạ. Không con cái gì hết trơn. Dạ. Ok anh thì cũng biết làm sao, hàng xóm giúp đỡ nhau thế chứ biết làm sao giờ. Nhau giúp đỡ. Dạ. Tình nghèo có nhau. Dạ, tình nghèo có nhau. Dạ, rồi chào anh nha. Dạ.